À, kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì tôi sẽ làm một cái video có tên là quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày. Thưa quý vị và các bạn, quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa rằng khi có một cái bản án, có một cái phán quyết của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm mà các bên trong vụ kiện bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với nội dung cái bản án đó, và chúng ta có quyền kháng cáo lên cấp phúc thẩm để xem xét lại cái bản án. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn ba cái nội dung của quyền kháng cáo. Thứ nhất là tôi nói về cái nội dung thứ nhất là tranh chấp hợp đồng vay tiền. Tôi có một cái khách hàng họ đến văn phòng luật sư, họ bảo rằng là luật sư ơi, bà vợ tôi bà làm hụi như thế nào đó mà cho đến bây giờ thì bản án buộc tôi phải có nghĩa vụ liên đới trả cho bà A một số tiền là 400 triệu, và tôi thấy điều đó là vô lý vì tôi đi làm tôi không biết đến cái chủ hụi hè gì của vợ tôi hết, và hôm nay tự nhiên tình cờ tôi thấy được cái một cái bản án về nói rằng là tôi phải có nghĩa vụ liên đới với vợ tôi với số tiền này, như vậy là quá vô lý. Luật sư ơi, tôi có quyền kháng cáo hay không? Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái quyền kháng cáo mà đương sự là cái người đàn ông á, trong cái vụ kiện này họ không có mặt tại cái buổi xét xử, cho nên cái việc kháng cáo tính thời điểm họ nhận được bản án, và thời điểm này thì là kể từ ngày mà họ nhận được bản án thì tính vào thời điểm 15 ngày, và tôi đã giúp người khách hàng này bằng cách nộp cái đơn kháng cáo đúng thời hạn quy định. Cái thứ hai nữa là số tiền kháng cáo. Thưa quý vị và các bạn, trong bản án dân sự thì số tiền kháng cáo là 300 ngàn đồng. Cho dù cái vụ kiện, cái giá nặng vụ kiện là bao nhiêu đi chăng nữa thì cái việc kháng cáo để xem xét cái giữ nguyên, hủy, sửa hoặc đình chỉ thì cái mức độ để xem xét đóng tiền cho việc kháng cáo cũng chỉ có 300 ngàn mà thôi. Nhưng quý vị và các bạn, vấn đề thứ hai tôi nói với quý vị và các bạn đó là tranh chấp một vụ kiện thừa kế quyền sử dụng đất. Một cái câu chuyện sẽ kể dài hơn so với câu chuyện hợp đồng vay tiền. Nguyên đơn gồm có 7 người kiện bị đơn đến tòa để yêu cầu chia tài sản là thừa kế quyền sử dụng đất. Bản án của tòa án nhân dân cấp huyện đã tuyên và chỉ chấp nhận một phần cái khởi kiện của nguyên đơn mà thôi. Cho nên tất cả các cái nguyên đơn này đồng loạt khởi kiện. Và bị đơn trong trường hợp này họ cũng thấy quyền lợi họ bị chấp nhận một phần và họ không có đồng ý cái tinh thần này, cho họ cũng nộp đơn kháng cáo. Ví dụ nhé, không chỉ nguyên đơn kháng cáo trong bản án này mà bị đơn cũng kháng cáo. Và trong trường hợp này thì Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp thấy rằng bản án nó có những cái lỗi, những cái sai phạm nghiêm trọng, và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp cũng kháng nghị. Và như vậy, trong cùng một bản án, nếu quý vị và các bạn thấy một cái bản án có kháng cáo thì người nào kháng cáo thì được đóng ngay cái một đó, đóng ngay chữ KC là kháng cáo, còn nếu mà bị đơn kháng cáo thì cũng đóng một cái chỗ đó. Và cũng giống như trong vụ kiện vay tiền thì tất cả những nguyên đơn mỗi người đều phải đóng số tiền là 300 ngàn đồng cho đến tính thời điểm mà hiện tại nha quý vị và các bạn, chứ trước đây thì cái giá nhập nó là 200 ngàn đồng tùy theo thời điểm, nhưng nếu tính đến thời điểm hiện tại là 300 ngàn đồng. Và bị đơn sau khi cũng kháng cáo thì phải đóng 300 ngàn đồng, mặc dù cái giá trị tài sản tranh chấp thì rất lớn hơn nhiều, cái giá trị mà họ đóng là hơn 100 triệu gì đó cho việc tạm ứng án phí chia thừa kế quyền sử dụng đất. Cái vụ kiện thứ ba mà tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn đó là một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Ông A ổng có một cái phần đất là 5.000 á, ổng bán cho ông B. Về khi bán như vậy thì chưa hoàn tất về giấy tờ, thì tại thời điểm ổng bán thì bán là đất trống, cho nên cái người mua, cái người nhận chuyển nhượng đó, họ đã làm nhà trên đất và họ đã có cái công trình toàn bộ trên đất. Tuy nhiên rằng cái người nhận chuyển nhượng đó, họ vẫn chưa trả hết số tiền. Và ông A ổng yêu cầu là hủy cái hợp đồng, và ông đồng thời ổng thanh toán lại toàn bộ cái giá trị tài sản mà họ xây dựng. Bản án của Tòa án Nhân dân cấp quận đã đưa ra một cái phán quyết là chấp nhận cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải thanh toán cái số tiền toàn bộ và trả lại số tiền cho cái người nhận chuyển nhượng tại thời điểm trước đây. Và do không có đồng ý, bị đơn không có đồng ý với cái ý chí như vậy là thiệt hại cho tôi quá nhiều, vì tôi đang quản lý sử dụng và tôi đang sinh sống trên đất, và cái thời điểm, cái giá trị tại thời điểm mà tôi nhận chuyển nhượng so với cái thời điểm hiện tại là nó khác xa quá, như vậy thì nó không tương xứng tới cái giá trị, và tôi đã kháng cáo. Và bị đơn trong trường hợp này cũng kháng cáo. Trong cái hồ sơ này lại có một cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tức là người con, họ cũng được xây nhà trên đất và họ kháng cáo. Vậy nha quý vị và các bạn, có hai điều mà thông điệp văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn chuyển đến, đó là các bạn phải kháng cáo đúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Và do bị đơn trong trường hợp này có mặt tại phiên tòa, cho nên bị đơn đã có cái kháng cáo đến tòa. Còn các con của bị đơn không có mặt ở phiên tòa, cho nên các con của bị đơn kể từ ngày nhận được cái bản án và họ đã kháng cáo. Và mỗi người đóng cái lệ phí kháng cáo là 300.000 đồng để cấp phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét lại cái phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là trong video này tôi chỉ nói lên hai cái thông điệp mà quý vị và các bạn cơ bản mà quý vị và các bạn cần biết, đó là nếu quý vị và các bạn không đồng ý với một cái nội dung của một cái bản án nào đó thì quý vị có quyền kháng cáo nếu quý vị là đương sự. Nếu quý vị được xác định là nguyên đơn khởi kiện, nếu quý vị được xác định là bị đơn, nếu quý vị và các bạn xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong cái vụ kiện này, thì chúng ta có quyền kháng cáo để xem xét lại cái thiệt hại này có hay không có thật, để xem xét lại cái lợi ích của mình đang bị trong cái bản án này không được xem xét. Và trong cái nội dung kháng cáo này thì chúng ta sẽ đưa ra những nội dung gì? Trong cái nội dung kháng cáo này thì thường một số tòa án quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh vẫn có cái mẫu kháng cáo, quý vị và các bạn có cái mẫu, và chúng ta chỉ có điền cái đơn, nguyên đơn là ai, tôi là ai, bị đơn là ai, và vấn đề rõ nhất là chúng ta sẽ trình bày lại được cái nội dung bản án. Và cái lý do của việc kháng cáo: thưa hội đồng xét xử, tôi cho rằng bản án của Tòa án Nhân dân quận tuyên buộc tôi có nghĩa vụ liên đới trả số tiền này là không đúng, vì thực tế đây là tài sản nợ trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên cái việc mà mượn nợ này tôi không được biết và tôi không được sử dụng số tiền này. Đó là cái nội dung kháng cáo để xin xem xét lại cái nghĩa vụ liên đới của vợ chồng. Thưa hội đồng xét xử, ba mẹ của tôi có tạo lập cái phần đất là 100 m2, tuy nhiên là người em út của tôi quản lý sử dụng toàn bộ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn còn là tên của ba và mẹ tôi, và ba mẹ tôi thì chết trong cái thời hạn chưa đến 10 năm. Tuy nhiên là cái phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm như vậy
thì tuyên chỉ có tuyên cái phần của mẹ tôi mà không tuyên chia thừa kế cho phần của bà tôi. Như vậy sẽ thiệt hại đến cái quyền của tôi, và tôi xin yêu cầu được chia luôn cả phần thừa kế, cả ba và mẹ tôi trong khối di sản mà hiện tại người em tôi quản lý sử dụng. Và việc chia di sản này tôi chia yêu cầu một suất thừa kế bằng hiện vật hoặc bằng tiền. Cái thứ ba nha quý vị và các bạn, tôi cho rằng tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc tôi phải nhận tiền như vậy thì sẽ thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Và tại vì theo cái quy định của pháp luật, kể từ khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất này, tôi đã cất nhà trên đất, đã quản lý sử dụng ổn định và có hộ khẩu, có điện, có nước và có tất cả những cái, và có cái cuộc sống ổn định. Và nếu như trong trường hợp với cái số tiền như thế này thì tôi không thể nào nhận chuyển nhượng một cái phần đất khác, và tôi xin được thanh toán lại giá trị cho người đó bằng tiền, bằng giá trị. Thưa quý vị và các bạn, xin tóm lại trong cái nội dung quyền kháng cáo của các bên đương sự, tính từ thời điểm các bên đương sự có mặt tại tòa thì tính từ thời điểm là 15 ngày. Nếu các bên đương sự vắng mặt tại tòa thì tính từ thời điểm tòa niêm yết hoặc nhận được bản án. Và cái lệ phí kháng cáo để đóng cho các đương sự là 300.000 đồng. Cho dù cái giá ngặt nó có cao, nó có nhiều đến mức độ như thế nào. Sau này thì tôi cũng xin nói thêm luôn, sau này nếu như trong trường hợp cái bản án của mình mà được chấp nhận thì tòa sẽ cấp phúc thẩm, sẽ hoàn trả mình số tiền 300.000 đồng. Còn nếu như trong trường hợp bị hủy, bị sửa thì sẽ không được chấp nhận và buộc sẽ xung vào công quỹ nhà nước và phải tính theo quy định của pháp luật. Thế đây quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta chuyển đến đúng một thông điệp duy nhất cho quý vị và các bạn, đó là quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, kể từ ngày các bên đương sự được nhận bản án, kể từ ngày các bên đương sự vắng mặt niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Xin trân trọng cảm ơn.